Mình nhìn xe đã qua sử dụng, đón ít đô thì có thể nhìn ghế tài, lớp heo xe, vô lăng, cần số anh chị ha. Xe này thì bảo dưỡng full hãng rồi, lần bảo dưỡng tiếp theo là 36.000 đây anh chị. Tiếp tục một xe mới về, em lên hình ngay nha, xe chưa dọn dẹp đánh bát gì hết. Đây là Kia Cerato bản 2.0 Premium 2020, chạy 33.000 km, mang nước sơn màu đỏ. Lớp heo xe thì vẫn còn dày anh chị nha. Và nội thất xe đây, các anh chị cùng xem, còn rất là đẹp luôn ạ. Nội thất da hai tông màu, có 3 tùy chọn chế độ lái, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng màn hình, camera lùi, cửa sổ trời. Vô lăng thì bọc da có cruise control luôn anh chị nha. Cerato hạng C thì ngồi rất là rộng rãi luôn. Để em xem lớp dự phòng xe này có lăn chưa. Lớp dự phòng thì cũng chưa lăn luôn anh chị, đồ nghề còn đầy đủ. Xe thì mới về nên có hơi bẩn tí xíu, nhưng mà nước sơn là liền lạc anh chị nha. Và nội thất cũng còn đẹp nữa. Để anh chị cùng xem ghế tài đây ạ. Mình nhìn xe đã qua sử dụng, đón ít đô thì có thể nhìn ghế tài, lớp heo xe, vô lăng, cần số anh chị ha. Xe này thì bảo dưỡng full hãng rồi, lần bảo dưỡng tiếp theo là 36.000 đây anh chị. Tất cả đều như mới, xe em lên hình gửi đến các anh chị thì chắc chắn là không lỗi anh chị nha. Cam kết với anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy số zin, sùng chỉ zin luôn anh chị nha. Xe bên em thì có cam kết đồng hồ km, bao test bao vận chuyển toàn quốc ạ. Các anh chị quan tâm đến chiếc Kia Cerato bản 2.0 2020 mới chạy 33.000 km này thì hãy liên hệ với em Duy tại Bình Vĩnh Phú Auto nha. Các anh chị có cần xe bán hoặc là nâng cấp xe cứ liên hệ với em, em sẽ định giá xe miễn phí cho mình nha. Rồi em xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ạ.